Ân gia nhà mới mà không kêu. Biết vậy tôi phải mang quà qua đây tặng cho phải đạo chứ. Ngồi xuống đi. Anh tới đây làm gì? Không cần thiết đâu. Sao dọn đi sớm vậy? Tôi thấy tiếc nuối quá đa. Tôi không thể nào ở nhờ nhà anh mãi được. Có bộ nhà này cũng tốt quá ha. Chắc là Dũng Linh kiếm cho chứ gì. Có bộ nó cũng có tình có nghĩa với cô dữ đa. Người ảnh thiệt tình, có tình có nghĩa là cầm thư mới đúng. Nhìn cái mặt cô kìa. Ui, ôi trời ơi, ghen tị hả? Nếu như thích thì chạy theo, đeo đuổi nó, giành giật nó lại. Má người ta giành chồng má của cô, rồi bây giờ người ta cũng giành cái người mà cô thích nữa. Không lẽ suốt cuộc đời, không lẽ má con cô cứ lẩn quẩn chịu thua má con người ta sao? Anh không cần phải khiêu khích tôi để làm chuyện này chuyện kia. Anh muốn gì ở tôi? Anh đã cưỡng ép và cướp mất sự trong trắng của tôi rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Thôi đi, trong trắng đáng giá bao nhiêu? Cô đừng có lấy ra để kêu gọi lòng thương cảm nữa. Chẳng qua với tư cách đồng minh, tôi bày đường dễ lối sẵn cho cô. Thật sự thì tôi rất nhiều chuyện để lo. Từ ngày cầm thư nó nắm tìm giải, thêm quân sư là thằng cha soạn, chuyện làm ăn ở tìm giải càng lúc càng lớn. Nếu tôi mà không nhanh tay, có khi mất phần. Coi bộ tôi phải tìm cách tống khứ nơi đi sớm. Chỉ tiếc là tôi thèm nó quá, tôi chưa có được hái qua bẻ cành. Nhưng mà không sao hết. Cái gia tài mới là quan trọng. Tôi mà chiếm được cái gia tài, muốn cái gì cũng có, đúng không? Anh nói cũng đúng. Dù không đoạt được tình yêu của nó, nhưng ít nhất tôi cũng phải cản đường nó. Càng thấy những con người đó được hạnh phúc, tôi càng cay đắng cho phận mình. Tại sao nó lại có tất cả mọi thứ, còn tôi thì lại không chứ? Cô từng là bạn thân thiết của nó. Nè, có bao giờ nghe nó nhắc tới cái tên Đào Phú Quý chưa? Tôi không nghe. Nhưng mà khi không tự nhiên anh lại hỏi tôi cái tên Đào Phú Quý lão quắc lão quơ đó vậy? Cái gì cũng phải có nguyên nhân. Hắn ta là người mà cha tôi đã chấm cho con cầm thư đó. Vậy luôn sao? Thiệt không? Hèn nào, có lần cầm thư từ chối Dũng Linh bởi vì cổ sợ dướng vào tình cảm. Cổ nói là cha má của cổ đã đặt để cho cổ vào một người có gia thế rất là xứng đáng, nhưng mà cổ không muốn ưng. Rằng cha má cổ rất là coi trọng môn đăng hộ đối, chỉ muốn gả cổ vào chỗ nhà giàu. Trong khi đó cổ lại có tình cảm với Dũng Linh, cho nên lúc đó cổ rất là buồn. Thằng Dũng Linh có cố gắng cũng bằng thừa. Cố gắng lên, cô có hy vọng rồi đó. Hy vọng hả? Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao nói câu đó hả? Chứ sao? Thì chính anh là người đã bẻ nhụy hái cành. Ôi trời, thôi mà. Buông tôi ra coi. Danh chính ngôn thuận thì hắn và Cầm Thư mới thiệt là con trai con gái của ông ta, họ mới có quyền thừa kế. Còn mình, dù là con gái ruột, nhưng lấy gì để chứng minh đây? Lý Văn Sỏi, Kim Cẩm, ngoài mình ra có còn ai biết hắn là giả nữa hay không? Đằng nào thì hắn cũng đã chiếm đoạt Trinh Tiết của mình rồi, bây giờ có lồng lộn lên thì cũng chẳng làm gì được. Hay là mình cứ ngọt ngào với hắn, để hắn chịu cưới mình, khi đó mình sẽ đường hoàng bước chân vào ngôi nhà đó. Chừng lọt được vào rồi, mặc sức mà trả thù. Nếu đặt cược đời mình vào Kim Cẩm giả, biết đâu cũng được một phần gia sản này.
Hồng Xuân. Nè Hồng Xuân. Thi. Từ cái hồi mà dọn ra riêng tới giờ, bữa nay mới thấy Hồng Xuân ghé tiệm mình đó đa. Nè, bộ bệnh hả? Dọn ra xong mình bệnh luôn, mà bây giờ mình đỡ rồi. Nè, khi nào rảnh á, nhớ ghé qua nhà mình đó nè. Má mình cứ hỏi thăm Xuân miết đó. Vậy hả? Thôi, thưa tới rồi, làm việc đi, mình cũng đi làm việc đây. Chỉ cần mày mở cánh cửa đó ra là mày đã cứu được tao đêm đó rồi. Tao ra nông nỗi này là do gia đình của mày. Nhất định một ngày nào đó tao sẽ khiến cho chúng mày sống trong cảnh ngộ mà tao đã từng trải qua.